Chương 2: Lũ côn trùng. Ông già vợ lúc cuốn sổ rồi thiêu thiêu ngủ trong tiếng rì rầm ong ong. Từ nhiều ngày nay ông bị mất ngủ. Khách sạn đầy những người tình nguyện trong đội dân vệ đeo băng tay màu vàng. Ban đêm còi báo động hú suốt. Tấm ghế bành được xếp dưới hầm trú ẩn cuối dãy hành lang lỏng chỏn cài dưới đất. Đằng sau hàng mí mắt đã nhắm của ông, mặt trời đùa giỡn trên mặt biển. Khuôn mặt Annie. Chuyến đi của cặp vợ chồng trẻ xuống vùng Provence rồi tận Marseille để bắt côn trùng. Làm sao có thể viết về anh con trai mà không viết gì về người cha? Chuyện này cũng ngắn thôi. Anh con trai chưa bao giờ gặp cha mình. Tại Mort, thuộc bang Bốt, trong gia đình giặc sang cũng như bên hàng xóm, cảnh sống không đến nỗi cùng quẫn nhưng vô cùng đạm bạc. Ở đó, một xu là một xu. Váy áo rờn cũ của các bà mẹ được chuyển cho đám hầu gái. Nhờ đi làm gia sư mà người cha đã có thể theo học kha khá ở Geneva. Một thời gian làm giáo viên cấp 2, rất mê thực vật học và côn trùng học. Nhưng để kiếm sống tốt hơn, ông làm quản kho thuốc súng. Ông mặc áo vest đen, bó chặt của giới học giả và đội mũ chọn cao. Biết tất tần tật về côn trùng cánh cứng, trở thành chuyên gia côn trùng cánh thẳng và châu chấu. Ông vẽ châu chấu và dế, giết hết, đạt cánh và râu của chúng dưới kính hiển vi. Gửi bài viết tới Hội Khoa học Tự nhiên Bambot, thậm chí là cả Hội Côn trùng học Pháp. Thế rồi ông trở thành quản đốc kho thuốc súng, không xoàn đâu nhé. Ông tiếp tục nghiên cứu hệ thống thần kinh ở dế đồng và hiện tại ngành hóa học thuốc súng. Chán đè nát con dế cuối cùng, trong cơn co giật cuối, cánh tay ông hất đổ đống chai lọ. Alexander Jackson qua đời ở tuổi 38. Một con bọ hung xanh lục bò ngang má ông, một con châu chấu mắc kẹt trên tóc ông, một con bọ mệt sọc đen chui vào cái miệng há hốc của ông. Cô vợ trẻ Fanny đang mang thai. Bà quá của ông chủ sẽ phải rời kho thuốc súng. Sau bài điếu văn, dưới những bọc quần áo và chồng bát đĩa, một đứa trẻ chào đời. Người ta đặt tên cho nó tên của người chồng đã chết. Ven bờ hồ, ở đây chỉ hồ Leman, một hồ lớn ở Thụy Sĩ. Nước trong và lạnh. Bà mẹ mua nhà cây sung tại Mors rồi sửa sang thành nhà trọ. Mục đích của một cuộc đời có thể là phung phí năm tháng của mình trong việc nghiên cứu khổ hạnh, chờ đến lượt mình bị vỡ một mạch máu não chăng? Thế hệ này qua thế hệ khác, ngoài việc hành hạ lũ côn trùng thì các trò giải trí vùng bột rất hạn chế. Bản thân khái niệm giải trí đã đáng ngờ rồi. Ở chốn này, sống là để cứu chuộc cái tội đã sống. Gia đình Giặc Sang chịu tội dưới bóng nhà thờ Tân giáo tự do, xuất phát từ một phong trào ly giáo ở Luzan trong giới Tin lành vùng bốt. Đám này từ chối cho nhà nước quyền trả lương mục sư và gìn giữ nhà thờ của họ. Trong cảnh nghèo thảm và tằn tiện, những con chiên ngoan đạo đổ mồ hôi sôi nước mắt để kiếm tiền nuôi các bậc tăng nhân. Việc này còn nan giải hơn chuyện nuôi sống một ông linh mục ăn khỏe. Nhằm làm vui lòng Chúa, hãy sinh sôi nảy nở. Mục sư là một loài phát triển cực nhanh. Đó là những gia đình con đàn tối đống như lũ chim non dưới đáy tổ há mỏ lên trời. Váy áo cũ của các bà mẹ sẽ không được chuyển sang cho đám hầu gái nữa. Các giáo dân khoác lên người sự thanh khiết và lòng chính trực như khoác áo choàng vậy. Họ là những kẻ thuần khiết nhất, xa rời cuộc sống vật chất nhất, những quý tộc về đức tin. Từ cái lạnh lùng cao ngạo trong những ngày chủ nhật băng giá xanh lơ ấy, người ta bảo chàng trai trẻ bé nhỏ sẽ lưu giữ sự thẳng thừng tột lốc và nỗi khinh bỉ mọi vật chất trên cõi đời này. Đứa trước đây vì buồn chán mà học hành xuất sắc, nay đã trở thành một thiếu niên gần cù. Những người đàn ông duy nhất được đón tiếp ở nhà cây sung, trong phòng khách nhỏ đầy hoa là các ông bác sĩ bạn của mẹ. Khi ấy, vấn đề là phải lựa chọn Pháp hay Đức và một trong hai mô hình đại học. Ở phía đông sông Rin là kiểu học giảng đường và lý thuyết. Khoa học không được phát ra từ trên cao bởi những nhà bác học vẫn gom le, cổ hồ cứng. Ở Paris là giảng dạy lâm sàng ngay đầu giường người bệnh và mặc vô trắng. Mô hình được gọi là thực hành, người lập ra là Leonek. Bác sĩ René Leonek, 1781-1826, người Pháp, nổi tiếng vì đã sáng chế ra ống nghe bác sĩ. Sẽ là Marcos, theo lời khuyên của mẹ và đám bạn bà. Giặc Sang thích Berlin hơn, nhưng đành chọn tỉnh lẻ vậy. Fanny thuê cho con trai một căn phòng ở nhà một ông giáo sư khả kính, một kỳ cao bóng cả ở trường đại học, nhưng lại trợ lễ ở nhà thờ.
giật răng phục tùng nhằm rời xa đám đàn bà con gái. Ra đi. Giấc mơ của anh là giấc mơ của một đứa trẻ. Đó là khởi đầu những thư từ trao đổi với Sunny cho mãi đến khi bà qua đời. Khi nào trở thành bác sĩ, con sẽ đưa mẹ đến sống ở miền Nam nước Pháp hay ở Ý, mẹ nhé. Tiếng Pháp trở thành một thứ ngôn ngữ bí mật, đậm tình mẫu tử, một kho báu, ngôn ngữ của buổi tối, của những bức thư viết cho Sunny. Anh 20 tuổi, và từ ngày đó, cuộc đời anh được nói bằng tiếng Đức.